Xin giới thiệu các bạn, đây là những cái hình ảnh mình tạo ra từ Midjourney AI. Những hình ảnh này rất là đẹp và mình có thể ứng dụng trong việc là kiếm tiền online, bán ở trên Etsy và có thể in ấn ở thực tế. Thì hôm nay trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà đăng ký một cái tài khoản Midjourney để mình tạo ra cái những cái hình ảnh đẹp mắt này. Các bạn vào trong cái phần Discord và trong phần Discord.com này, trong cái form đăng ký này thì các bạn chưa có tài khoản thì các bạn chọn là cần một tài khoản và các bạn click vào là đăng ký ha. Khi mà click vào đăng ký thì cái form này thì các bạn điền email, họ tên, mật khẩu, các bạn gõ ngày tháng năm sinh của mình vào, ngày tháng ha và năm, và sau khi xong các bạn tích vào là những điều khoản, rồi sau đó các bạn là chọn tiếp tục để mà tạo ra một cái tài khoản Discord ha. Các bạn click vào là tôi là con người không phải là người máy ha. Các bạn click vào đấy. Rồi trong khi sau khi đăng ký xong như thế này rồi, nó lên cái bảng là tạo máy chủ Discord đầu tiên này. Các bạn có thể là tạo cái mẫu riêng. Rồi các bạn vào trong cái email của mình và click vào mail và verify cái tài khoản mình đã đăng ký. Các bạn click vào verify mail. Thì sau khi verify mail đã hiện ra cái bảng email đã xác nhận thì các bạn click vào và nó mở ra cái tài khoản. Thì cái này, cái bảng này cũng tương tự như bạn cái này, các bạn chọn là tạo mẫu riêng. Các bạn click vào và click vào cái option là dành cho tôi và bạn bè của tôi. Các bạn click vào cái này và các bạn tạo ra một cái group của mình hay còn gọi là tên máy chủ ha. Thì cái này thì nó, sau này mình sẽ làm việc ở trên cái những cái group ở trên Discord này. Mình sẽ đặt cái tên máy chủ của mình là Henry's Channel. Rồi các bạn tích xong và ok. Đấy, thì các bạn đã có được một cái channel như thế này rồi nha. Thì bây giờ các bạn qua bên Midjourney, các bạn click vào Midjourney.com và các bạn chọn sign in để nó tự động log vào tài khoản Discord của mình. Thì cái bảng này nó hiển thị là Midjourney boss, nó sẽ truy cập vào cái tài khoản Discord của mình. Thì các bạn là chọn phê duyệt. Đấy, rồi sau khi các bạn chọn phê duyệt thì cái con bot của Midjourney nó đã add vào trong cái tài khoản Discord của mình. Và các bạn chọn là Manager Sub thì Midjourney sẽ hiện ra một cái những cái bảng về gọi là những cái gói để mình thanh toán sử dụng cái Midjourney. Thì mình sẽ chọn là Monthly Billing. Trong cái bảng này có rất là nhiều cái gói để mình chọn. Gói Basic $10 một tháng. Thì cái gói này sẽ limit cỡ khoảng 200 hình ảnh trong mỗi tháng thôi. Thì trong cái video này mình hướng dẫn thì mình demo cho bạn cái gói đầu tiên, gói Basic thôi. Thì mình sẽ subscribe cái gói này ha. Các bạn click vào một cái gói mình cần subscribe. Đấy, các bạn click vào thì nó sẽ hiện ra cái thông tin thanh toán của cái phần checkout này. Thì các bạn điền đầy đủ thẻ Visa rồi sau đó là thanh toán, nó hiển thị là payment successful, là đã thanh toán thành công cái gói của Midjourney này. Thì sau khi các bạn điền thành công thì còn chọn close. Rồi ok, thì như vậy mình đã đăng ký xong cái gói của Midjourney mỗi tháng $10 với cỡ khoảng 200 hình ảnh genre. Thì các bạn click vào là explore thì các bạn sẽ xem được tất cả những cái hình ảnh mà nó tạo ra từ cái AI Midjourney này với những cái hình ảnh. Ok, và các bạn qua bên Discord và trong phần cái channel Henry Channel này á, thì cái này mình có thể là add cái con boss Midjourney vào mới làm được. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo ra một cái máy chủ riêng, là máy chủ khác ha. Ví dụ như mình chọn là máy chủ của cái group này, mình tạo là artwork ha. Mình click vào đặt tên là artwork my demo, rồi sau đó mình tạo cái một cái channel mới hơn. Trong phần này thì các bạn click vào chọn là thêm ứng dụng đầu tiên của bạn. Đấy, thì các bạn chọn thêm ứng dụng đầu tiên của bạn, thì trong mục này thì các bạn chọn là xem thử đi ha, click vào cái này. Thì trong phần này nó hiện ra thì mình sẽ click vào là Midjourney và tìm kiếm cái con boss Midjourney này, và các bạn click vào Midjourney boss và mình add nó vào, thêm vào máy chủ là thêm vào cái channel của mình đấy. Rồi các bạn chọn là tiếp tục thêm ở trong phần artwork đấy. Rồi ok, thì như vậy là mình đã thêm cái
công post vào trong cái channel là Artwork My Demo. Thì trong phần này, trong cái group này thì mình có thể là sử dụng cái tính năng của Midjourney được rồi. Để mà sử dụng tính năng đấy thì mình qua bên Explore này thì mình sẽ xem những cái hình ảnh và nó gen ra như thế nào. Ví dụ như mình click vào cái hình ảnh của cái artwork này thì các bạn xem ở phía dưới này có những cái title này. Đây là gọi là prompt để mà gen ra hình ảnh đấy. Thì mình sẽ qua bên Midjourney, mình ghi cái dòng lệnh là search imaging. Đấy, các bạn ghi chữ y ngắn và ma thì nó ra chữ imaging prompt. Thì các bạn click vào và trong cái form lệnh này thì mình có thể là diễn tả những cái câu lệnh của mình muốn tạo ra một hình ảnh. Ví dụ mình ghi là create a strong tiger distance from a mountain đi, xuống núi ha, một con hổ rất là hùng mạnh đang xuống núi với một cái in style writer color đi ha, một cái artwork theo kiểu là màu nước nha. Rồi thì trong phần này thì mình sẽ thêm một vài cái tính năng về nghệ thuật ánh sáng nè, lighting và surreal fantasy ha. Mình sẽ sử dụng những cái ngôn ngữ trong cái chuyên ngành hội họa và những cái thuật ngữ này và mình diễn tả làm sao cho một cái hình ảnh nó gen ra, nó output ra nó đẹp hơn. Ok, ở trong cái phần đầu tiên thì các bạn nhớ chọn accept TOS, accept cái combo này ha, để nó gen ra cái lần đầu tiên đối với khi mà các bạn add vào. Rồi các bạn chọn tham gia vào Midjourney, cái cộng đồng đấy. Và bây giờ mình để ý xem nó đang render ra một cái bốn cái hình ảnh ha. Nó đang mờ mờ và 31% này. Từ từ nó render ra. Các bạn cố gắng ngồi đợi một xíu để xem cái quá trình, cái kết quả như thế nào. Từ cái những cái quá trình mình diễn tả bằng test, bằng cái ngôn ngữ để nó tạo ra hình ảnh ha. Các bạn sẽ có những cái điều bất ngờ khi mà cái output ra và hình ảnh bằng nghệ thuật này. Ok. Nhìn thấy khá là khả quan ha. Rồi. Thì như vậy là đã render xong rồi. Wow, mình click vào trong cái mình từ cái câu lệnh này mình sẽ có được cái bốn hình ảnh này. Wow. Đây là một cái tác phẩm nghệ thuật về cái con tiger, con hổ khá là đẹp, phong cách về màu nước nha các bạn. Mình click vào phóng to ra. Khá là hay. Đó. Có ba hình ảnh nó vẽ bằng cái nghệ thuật màu nước khá là hay, ba phong cách khác nhau. Ba cái kiểu khác nhau ha. Thì các bạn nhìn thấy đây là một cái hình ảnh nghệ thuật khá là ok và ứng dụng mang tính thực tế và có thể là bỏ trên Etsy mình kiếm tiền được rồi. Giới thiệu các bạn cái phần U1, U2, U3, U4 này thì gọi là upscale lên, gọi là phóng to lên một hình ảnh. Thì mình đếm từ 1, 2, 3, 4 phía bên trái sang bên phải nha. Thì trong phần này ví dụ mình chọn với cái con hộ số 4 thì mình sẽ chọn là upscale lên số 4. Đây mình sẽ chọn, có thể là mình sẽ chọn số 4 này thử xem nào. Click vào số 4 ha. U4 thì U4 nó sẽ gen, nó sẽ xuất ra cái hình ảnh số 4 này. Đấy, hình ảnh riêng lẻ như thế này ha. Và mình click vào và mình mở trong trình duyệt để cho nó to hơn. Ok, thấy rất là đẹp. Thì mà các bạn muốn lưu xuống thì các bạn cái chuột phải chọn lưu hình ảnh ha, thành. Rồi sau đó mình sẽ lưu hình ảnh vào trong cái máy tính của mình để mình sử dụng trong cái việc làm việc in ấn hoặc là kiếm tiền online. Đấy. Rồi ok, khá là đẹp nha. Rồi trở lại cái phần trên này thì các bạn để ý cái phần V1, V2, V3, V4 á, thì đấy gọi là variation, có nghĩa là mình gen ra, mình chọn ra một cái hình ảnh nào đó nó phù hợp vào cái một cái phong cách đấy. Đó, mình chọn là V2 thì mình muốn cái phong cách này mình muốn nhân lên thành bốn hình tương tự giống như thế này. Thì mình sẽ chọn V2 là variation, có nghĩa là bốn phiên bản giống như bản sao của một cái V2 đấy. Để nó scale ra theo cái phong cách ấy ha. Nó sẽ tạo ra bốn cái tiếp theo. Ok, các bạn sẽ xem thử về tính năng này nhé. Ừ.
Đang gen ha. V2. Đợi một xíu nào, nó đang gen ra từng phần trăm ha. Ok, thấy cũng gần rõ rồi đấy. Ok, xong rồi thì cái V2 này sẽ tạo ra cái phong cách tương tự giống nhau của bốn hình ảnh này. Mình sẽ chọn một cái hình ảnh nào đó mình ứng ý ha. Thì các bạn sẽ thấy được là nó gen ra bốn hình ảnh tương tự giống nhau. Một click to lên ha, các bạn xem này. Đấy, hình ảnh cái con Tiger nó đứng ở trên cái đỉnh núi nha. Các bạn thấy khá là tuyệt vời không? Rồi, thì đây là cái cách sử dụng của Midjourney theo kiểu cơ bản. Thì sau những cái hình ảnh đấy thì mình sẽ ví dụ như mình search ở trên SC ha, Tiger Artwork Printable, xem những cái tác phẩm nghệ thuật ấy nó bán ở trên này như thế nào. Những cái con trên này thì cũng như những hình ảnh mình mới gen ở Missoni thôi. Có thể là những hình ảnh ấy nó đẹp hơn nữa ha. Mình click vào một cái sản phẩm của SC tự xem. Ok, nó bán hai file PNG thôi mà 36.000 ha. Hai file PNG để mà mình download về mình in. Thì trên SC cũng có bán những cái sản phẩm gọi là digital, mình gen ra từ những cái con Missoni AI để mình bán ha. Đây là một cái cách kiếm tiền online cũng khá là phổ biến. Rồi ok, thì các bạn thấy hay thì các bạn đăng ký cái kênh Cook Media và đón xem những cái video tiếp theo của mình. Ok, xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.